Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, đây, ngày hôm nọ thì đóng gói đồ về quê. Chưa gì đã, bây giờ đã hết Tết rồi các bạn ơi. Và lại công cuộc đấy chính là đóng gói đồ từ quê ra Hà Nội các bạn ạ. Đây. Trời ơi, lúc về thì cũng nhiều đồ lắm các bạn ạ. Nhưng mà lúc đi thì cũng không phải là ít đồ đâu. Đây đấy. Này, các bạn nhìn này. Đây, đây là hai con ngan nha các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đây là hai con ngan, hai con ngan mà ông bà ngoại đã thịt xong rồi là cấp đông từ trước Tết luôn rồi á. Một đồ một con cho nhà Quỳnh Nhi, còn một con là ông bà lại gửi cho nhà bà nội đó. Đây, trong này là thịt này. Thịt đây bà nấu sẵn rồi đây này. Một hộp bên kia là bà còn nấu sẵn rồi, bố Hùng cầm lên xem nào. Đây, thịt đây. Đây. Nấu sẵn rồi, về chỉ cần đun ra là ăn lại, ăn thôi. Các bạn ơi, món đấy chính là món mà ông nội Quỳnh Nhi thích nên là bà gửi cho, một hộp à. Đấy. Đấy, cái thịt này thì cực kỳ mềm luôn các bạn ạ. Ừ, tại vì ông nội thích ăn mềm mềm. Đấy các bạn ơi, ngoài thịt ra thì còn một toàn rau là rau này. Hai cái bánh trưng nhá. Đó, hai cái bánh tét. Hai bánh tét. Trong này là rau đầy. Trong này thì gọi là bánh tét. Đây các bạn ơi, rau đây này. Đây các bạn ơi, rau hơi bị nhiều loại luôn này. Mỗi loại một ít các bạn ạ. Ui, nhìn này, đây là bó rau mùi mà bà nội, bà ngoại Quỳnh Nhi trồng này. Đó, tốt chưa? Đây, em chào các anh chị. Em Quỳnh Nhi ở nhà với ông bà ngoại quen rồi, bây giờ chắc là không muốn ra Hà Nội đâu đúng không? Không. Em Quỳnh Nhi từ hôm về là toàn ngủ với ông thôi đấy. Đúng rồi, từ lúc về đến giờ là toàn ngủ với ông ngoại thôi. Giỏi ơi là giỏi luôn. Vâng ạ. Thế em có ra Hà Nội không hay là ở đây ngủ với ông bà ngoại? Bây giờ mình mà đi á, ông bà ngoại buồn ơi là buồn luôn. Không, con muốn ra Hà Nội cơ. Ra Hà Nội để làm gì? Để về quê tiếp. Lại về quê tiếp. Ra Hà Nội xong rồi còn mình còn chuẩn bị đi học chứ. Ra Hà Nội bây giờ là hết rồi. Nhìn này các bạn ơi, mướp này. Đây cũng toàn là mướp quê ở bà ngoại đây chồng là toàn này. Rau bà chồng này, dưa chuột của bà chồng này. Đây dưa là rau chuột. Chít. Cải chip này. Này. Đấy. Bố Hùng thích ăn cải này cực kỳ này luôn. Nấu mì tôm ăn ngon các bạn. Đây này, ở trong này còn cái bánh bánh đây nữa các bạn ạ. Đây gọi là bánh khô đặc sản của Nghệ An, đặc sản Đô Lương. Ông bà ngoại cũng gửi cho ông bà nội đây. Đó. Đây. Ngoài đây ra là có bánh đây này. Đấy. Đây là các ông các bà kiểu là các ông bà ở gần đây này gửi cho em Quỳnh Nhi ra kia mà ăn này. Đây bên này. Ngoài ra đây là rau rau bà làm thôi. Các bạn ơi nhìn này. Rau sạch cực kỳ luôn. Em thích ăn này lắm. Đây là đỗ các bạn ạ. Ui. Lúc chiều bà ngoại đã đi hái được từng này đây. Wow. Đấy các bạn chưa thấy chưa? Từ ngoài nội vào thì mang đồ thực phẩm ở ngoài kia là gồm có những gì nhỉ? Cà chua này, su bưởi hào này, bưởi này mang vào cho ông bà ngoại. Bây giờ ông bà ngoại cũng có nữa. Cái gì? Gà nữa. Có cái gì là cũng khăn gói hết. Rau này, có đấy. Nữa. Đây. Đây, còn đây là món bố Hùng thích nhất. Thế là được hai túi luôn. Hẳn hai túi dưa chuột luôn các bạn ơi. Đấy, bây giờ em Quỳnh Nhi cảm ơn này. Con cảm ơn ông bà. Đấy. Ok, thế bây giờ bố chị sắp xếp. Bây giờ cho bố Hùng sắp xếp đi chứ mẹ Hằng không biết làm cái này đâu. Ok. Ngoài ra còn hai vali quần áo nữa chứ. Trời ơi, lần nào về cũng đầy đồ luôn các bạn ạ. Ta là các bạn ơi nhìn này, đó, sau khi xếp xong thì đây, bên này là một ngăn rau củ, còn bên này là một ngăn thịt với lại là bánh đã được cấp đông rồi. Bao nhiêu đồ như thế công nhận mà cho vào cái thùng xốp này vẫn hết các bạn ạ. Đấy. Dồn hết vào cái thùng xốp này này. Rồi, đó, thế là vẫn ok. Dán băng dính nha. Ok, đã bây giờ bố Hùng dán băng dính, còn mấy cái bánh này thì chắc là chỉ xách tay thôi các bạn ơi. Chưa gì nữa, cảm giác như là chưa về Tết luôn mà bây giờ lại phải đi tiếp rồi. Quỳnh Nhi ơi. Đây nào. Em Quỳnh Nhi có thấy nhanh hết Tết không? Có ạ. Ừ, trời ơi, chưa gì đã nhanh hết Tết rồi. À đây, các bạn ơi, nhìn này. Đó, đây là cái bức ảnh ngày xưa, ngày xửa của mình. Có bạn nào nhận ra là đâu là mình không? Em Quỳnh Nhi có nhận ra không? Có ai nhầm không? Không. Em có nhầm không? Đây, mẹ bên nào, nói như thế thì các anh chị biết hết rồi còn đâu. Đúng không? Đó, nhà có ba chị em các bạn ạ. Đây, nhà có ba chị em, còn đây là một dì nữa. Và bên này là hai chị em. Đó, các bạn biết đâu là mình thì nhớ comment nhá. Bây giờ đợi đến. Chị nhầm
Bây giờ mình đợi đến 10 giờ. 10 giờ thì xe sẽ đến đón. Okay, em Quỳnh Nhi hôm nay lại được đi xe giường nằm rồi. Hôm nọ đi xe 4 chỗ kia từ Hà Nội về đây thì em Quỳnh Nhi say xe. Xong hôm nay đi đám cỗ cũng em Quỳnh Nhi cũng say xe, bị nôn rồi. Không biết là tí nữa thì như nào. Lúc nãy là hôm nay mình đã đặt là mỗi người một giường. Hôm nay mẹ không nằm cùng em nữa đâu. Mong là em Nhi cũng say xe các bạn ạ. Chứ em Nhi ở say xe là bố mẹ cũng mệt theo đấy. Thương em Nhi mà. Đúng rồi nhờ. Vâng. Các bạn ơi, hẹn các bạn 10 giờ nha. Chúng vâng. mình sẽ lên xe và xe. Đi ra Hà Nội thôi. Vâng. Các anh chị ơi, em ra đến đây rồi này. Các bạn ơi, gia đình mình đã chuẩn bị hết đồ đây rồi, chuẩn bị ra Hà Nội thôi các bạn ạ. Vâng. Hơn 10 giờ rồi, xe sắp đến xuống đến dưới này rồi các bạn ơi. Đây, hành trang và của gia đình nhà mình ngày hôm nay đây, rất là nhiều đồ luôn. Hai thùng, hai vali to luôn. Hai vali to luôn, với lại là hai thùng xốp nữa luôn. Không biết là có chỗ để không nữa cơ. Quỳnh Nhi có nôn nóng để ra Hà Nội không? Có, nhưng mà em Quỳnh Nhi chưa gì đã nghĩ đến cái việc sợ xe, đi xe đã thấy sợ say rồi. Mà tí nữa Quỳnh Nhi nên ngủ là hết say thôi nhờ. Mẹ Hằng cũng kiểu là cứ thấy nói nhắc đến chuyện đi xe là thấy buồn nôn rồi đấy các bạn ơi. Không biết là các bạn đi xe có say xe giống mình không? Rồi bây giờ mình sẽ đợi xe đến lúc đầu mình chuyển đồ lên xe nhé các bạn. Đây các bạn ơi, hết Tết rồi nhưng mà xung quanh đây vẫn có rất là nhiều cây nêu này. Đây. Đấy, cây nêu ở rất là Tết nào cũng có cây nêu đặc trưng của Nghệ An đó các bạn ơi. Gần như ở Nghệ An mới có thôi. Đâu chờ ra ngoài kia là không có đâu các bạn ạ. Đúng rồi. Đẹp không? Thấy Tết, thấy Tết năm nay về ăn Tết quê Nghệ An như nào? Vui. Vui gì nữa? Chỉ một câu vui thôi. Đơn giản nữa bạn ạ. Thế sang năm có về ăn Tết Nghệ An nữa không? Sang năm mình ăn Tết Nghệ An rồi mà phải ăn Tết nè. Ông bà nội nó chứ. Thôi, em bảo ở trong này vui thì sang năm lại vào tiếp. Em Quỳnh Nhi bảo là năm nay ăn ông bà ngoại rồi, năm sau là ăn Tết ông bà nội các bạn ạ. Đấy, đã nghĩ thế rồi. Mời ông bà một năm nhờ. Vâng. Ok. Rồi hẹn Nghệ An một dịp gần nhất. Okay. Bây giờ nhà mình đợi xe đấy các bạn ạ. Được rồi đây. Anh đi lên xe là anh đi xe rồi. Đấy được. Chào. Bye bye anh nha. Đi đấy à? Đi nha, đi mà có mẹ. Dạ. Dạ dạ. Bye bye bé nha. Các bạn ơi, đây này, em Quỳnh Nhi sẽ nằm ở đây một mình nhé. Đây, vâng. Bố nằm ở đây nhá. Vâng ạ. Tí nữa bố ở bố chăm trên nhá. Vâng. Đây, còn mẹ Hằng kia kìa. Các bạn ơi, còn mẹ Hằng sẽ nằm ở bên kia. Đấy, rồi bố Hùng sẽ nằm ở trên này. Đấy, em Quỳnh Nhi sẽ nằm đây ngoan nhá. Để bố chỉnh điều hòa cho nó con ngủ ở đây nhá. Ok, Quỳnh Nhi ngoan lắm nhỉ. Mệt quá. Chỉ cần nằm ngủ một giấc thôi là đến Hà Nội rồi nhờ. Vâng, cắt cởi áo ra. Ok. Bây giờ mình sẽ cho em Quỳnh Nhi cởi áo ra các bạn ạ. Các bạn ơi, em Quỳnh Nhi sẽ nằm ở dưới cái giường của mình, còn bố mẹ Hằng sẽ nằm ở trên ghế các bạn. Đây là lần đầu tiên em Quỳnh Nhi đi xe giường nằm mà phải nằm một mình đấy. Mọi lần là toàn nằm ở giường giường VIP. Mình đặt xe VIP nên là cái giường to, thế là hai mẹ con nằm với nhau. Nhưng mà hôm nay là gần Tết mới ra ấy, là hết sạch cái xe của hãng xe có giường nằm VIP ấy rồi, không có giường nằm rộng đâu. Đây, ở bên này thì có. Ở đây cũng phục vụ có đâu nhỉ? Đây cho các bạn xem này. Ở đây cũng có bánh mì này. Đấy. Ở đây sẽ có một cái bánh mì, còn một chai nước và một cái khăn giấy. Đó. Ở đây xe này cũng phục vụ cực kỳ tốt luôn. Nói chung là đồ ăn nhẹ cũng có các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ nằm đây ngủ một giấc. Nếu em Quỳnh Nhi gọi gì thì mình sẽ xuống với em Quỳnh Nhi. Mình đã sắp xếp cho em hết Quỳnh Nhi rồi. Mẹ Hằng nằm bên kia ngủ. Ok các bạn ơi, hẹn các bạn ở Hà Nội nha. Các bạn ơi, nhà mình đến rồi. Đồng chưa? Em Quỳnh Nhi trốn gì đây? Em Quỳnh Nhi trốn ra này này. Lên xe phát là ngủ một mạch đến bây giờ mới dậy luôn. Đấy, đợt này đi có vẻ là khỏe hơn đợt trước các bạn ơi. Nhưng mà nhiều đồ quá, nhà mình chưa từng đi.
xe để đi về. Bây giờ đang ở đây để bắt xe taxi đã, để xem có cái xe nào thì mình sẽ ấy nhá. Đông lắm, bến xe tập này đông hết là đông. Bây giờ tìm được xe cũng là một vấn đề đây này. Các bạn ơi, khi sau khi mình bắt xe về, bây giờ ngủ một giấc rồi đến hơn 10 giờ mới dậy nhỉ? Vâng. Ok, bây giờ là mình sẽ đi mua gì nhỉ? Hamburger. Hamburger cho hai mẹ con ăn nhá. Thịt và tôm. Thịt bò và tôm. Ok, thì bây giờ bố sẽ mua cho nhá. Vâng ạ. Ok. Đây. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi sẽ vào order gì nhỉ? Hamburger nhá ha. Order pizza. Ok, con vào order đi. Đây, ở trong này. Đây, bên này con ơi. Đây. Ở đâu, xem là mẹ thích ăn gì thì con order nào. Con bảo cô đi. Đây, con bảo cô. Cứ mình mang về. Các anh chị ơi, em order được rồi. Các anh chị ạ. À. Đây, em Quỳnh Nhi order được rồi phải không? Có những cái gì ấy nhỉ? Đây, đây này, ở trên này này. Đây. Nhưng cái này là viết bằng tiếng Anh cơ con ạ. Ngoài cái này bố xem nào. Ôi, tóc tai đây này. Chưa cả chải đây này, đã phải đi mua đồ ăn cho mẹ đây này. Đây, mình đã mua hết trong này các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đợi một tí nữa, mình sẽ mang đồ ăn về nhá. Vâng ạ. Đấy bảo là 3 tiếng nữa. 3 tiếng nữa, 3 phút. 3 tiếng nữa cơ mà mẹ có một đói say ra kìa. Đây các bạn ơi, em Quỳnh Nhi đã lấy đồ đây rồi. Bây giờ mình sẽ mang về cho mẹ Hằng ăn nhá. Vâng ạ. Ok, thì con đã đói chưa? Con đói ngoeo nhỉ. Đói ngoeo rồi à? Tại vì ngủ từ sáng, từ tối hôm qua rồi sáng nay đến dậy cũng mệt mệt. Thế nên mình lại ngủ thêm nhỉ? Vâng. Ok, thì bây giờ mang về ăn luôn. Vâng. Ok. Ăn luôn thôi. Các anh chị ơi, bọn em sẽ làm bất ngờ cho mẹ em nha. Tí nữa các anh chị sẽ được thấy. Con vào trước nhá. Ok. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi, con quay mẹ này. Dậy đi. Bố có bất ngờ cho mẹ đấy. Bất ngờ gì đấy? Bất ngờ mẹ, cứ dậy đi. Thôi, mẹ không muốn dậy đâu. Thật. Bất ngờ gì? Bất ngờ ra đây cứ cứ xem đi. Ok. Tên đây. Ôi, mẹ Hằng còn chưa cả dậy đây này các bạn ơi. Đây, các bạn biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình yêu đấy. Quỳnh Nhi có biết không? Con cũng quen rồi. Quên rồi à? Đây, bé bố mua bó hoa này bố tặng cho mẹ nhá. Vâng ạ. Con gửi cho mùi thơm không nào? Đây quá giả. Con quay lên đây cho các anh chị xem nào. Đây. Mẹ còn chưa dậy đây rồi. Mẹ dậy đi nào. Mẹ. Nào. Dậy đi. Con gọi mẹ dậy đi. Mẹ dậy đi. Em dậy. Con quay cho các anh chị xem đi. Mẹ cứ ngủ mãi như kia. Con cứ quay xa xa một tí cho các anh chị xem. Đây. Đấy nha. Tặng cho vợ yêu này. Ngày 14 tháng 2 này. Chúc vợ yêu ngày càng xinh đẹp này. Ít giận chồng, ít giận con đi nhờ. Vâng. Rồi, phải lớn lên một tí phải không con? Vâng. Chứ không phải nó khi nào cũng buồn buồn một tí lại khóc, buồn buồn tí lại dỗi không? Phải không con? Vâng ạ. Đây, tặng cho vợ này. Đây. Còn đấy. Đấy. Con hỏi mẹ xem là có mẹ cảm thấy thế nào? Mẹ cảm thấy thế nào? Wow, con đứng vào mẹ đi, đứng vào bên kia, đứng vào bên kia. Mẹ thấy cảm thấy thế nào? Mẹ ai chọn bó hoa này đây? Bố. Bố chọn à, không phải con chọn à? Không, con ngồi trên xe. Đây các bạn ơi, mẹ còn chưa cả dậy đây này, tóc còn bù xù, em Quỳnh Nhi cũng thế này, tóc đi gió bay tù xù hết rồi đây này. Đấy. Nhanh ra đánh răng rửa mặt xong rồi bố mua hamburger với lại thịt gà cho hai mẹ con ăn rồi đấy. Vâng ạ. À. Thôi cảm ơn bố Quỳnh Nhi và Quỳnh Nhi nhá. Vâng ạ. À. Thế con hỏi mẹ như nào? Mẹ cảm thấy như nào? Mẹ cảm thấy bình thường. Đây, đây bó hoa này đẹp như thế này mà Quỳnh Nhi nhỉ? Vâng. Quỳnh Nhi đã được ai tặng bó hoa to như thế này chưa? Chưa. Đấy chưa. Quỳnh Nhi chưa được tặng này, đến bao giờ đến ngày gì của con thì bố sẽ tặng nhá. Vâng ạ. Các bạn à. Ơi, tại vì lúc tối hôm qua anh Hùng quát mình nên là mình ghét luôn. Quát cái gì đâu mà quát nhỉ? Anh không. Bố quát dạ. Thế nào? Quát nhẹ ơi nhẹ.
đầu không qua đi. Lúc đi mẹ bảo là bố sang bên kia tìm bố bà Tô Tô. Đúng rồi. Bố bảo từ từ đâu, bố từ từ khắc đi thế chứ có phải từ từ đâu, đâu mặt như lại như nào. Tô Tô. Đấy đâu mà như thế. Đúng rồi, chỉ có con yêu mẹ thôi. Rồi đây, đây là món quà bố tặng cho mẹ đây này. Còn đâu đồ ăn thì bố đã chuẩn bị hết rồi, trong đồ ra hai mẹ con ăn nhá. À nhưng mà món lắm không phải là đồ hamburger đâu mẹ. Thế à, còn món gì mẹ đói lắm rồi. Thôi để tí nữa ra mình quay nhá. Vâng quay ạ. Quay cho các anh chị xem. Các anh chị ơi, hồi nãy em đói quá. Bây giờ nào, em sẽ ăn. Để xem em chị Nhi mua được những gì nào. Đấy, à mẹ biết đây là hamburger rồi đúng không? Dạ. Đấy, ui. Mì ý. Đây còn là gà. Thơm quá, mì trộn nè, mì ý còn có cả gà nữa. Đây là gà con hả? Con gà của mẹ, à quên mất cơ ơn em. Thế đây, hôm nay ai chiêu đãi đây? Bố. Ừ. Thôi của bố thì mẹ không ăn đâu. Con của con chiêu đãi. Thế em chiêu đãi thì còn được chứ. Thế đi thì em Quỳnh Nhi phải đưa tiền cho bố nhá. Dạ phải đưa tiền cho bố. Nhìn này các bạn ơi, 3 miếng gà luôn. Đó. Mẹ, bố gọi là 2 miếng gà liền với cả 1 đùi gà cay. Thôi đùi gà cay hả? Đùi gà cay cho mẹ còn đúng không? Cái kia là cho con. Mẹ ơi, cảm ơn của mẹ ơi. Đũa đâu? Em ăn mì spaghetti trước à? Vâng. Đó, em Quỳnh Nhi mời các anh chị chưa? Em mời các anh chị ăn à. Đấy, các bạn ơi, mới đầu là em Quỳnh Nhi chỉ bảo ăn gì nhỉ? Hamburger thôi, nhưng mà vào nhìn thấy cái menu thế là lại đòi ăn mì luôn. Đây. À. Đây, đây là về quê không có mì ý ăn hả? Nên vâng. Ra đây là thèm hả? Vâng. Rồi, về nhà không có gà KFC nhưng mà có thịt gà ăn liên tục đấy đây. Ngày nào cũng có thịt gà luôn. Đấy, đấy là miếng gà cay nhá, cho mẹ ăn còn đâu hai miếng kia là không cay thì cho em Quỳnh Nhi ăn. Mời tất cả các bạn nha. Đấy, đói quá rồi, tối hôm qua 5 giờ mới về đến đây, bây giờ 11 giờ, 10 giờ mới ngủ dậy các bạn ơi. Nên là hôm nay mới bắt đầu ăn sáng này. Đúng. Đúng, ngon quá. Bây giờ là hết Tết rồi nên là chúng ta lại ăn uống để có sức để làm việc và học tập đúng không? Vâng ạ. Đây, hôm qua mình về ngủ luôn các bạn nhìn này. Nhìn này, đồ vẫn vất đầy đây này. Đấy, cái cây đào này thì nó rụng rồi, nó héo lắm rồi các anh chị ạ. Chắc là mình phải bỏ đi thôi. Cái này nó vẫn còn nước nhưng mà nó héo quá các bạn ạ. Lần sau mình mà mua thì mình sẽ mua gốc nha con nhé. Mua gốc có đất ý. Đây, còn cây bên này thì vẫn tươi luôn các bạn ạ. Chỉ cần tưới ít nước vào cái ơi, quả to bự luôn, còn có cả hoa nữa các bạn ạ. Đây, giờ bây giờ để cho hai mẹ con ăn xong thì nghỉ ngơi một tí. Tí thì mình dọn nhà sau nhá. Rồi, mẹ Hằng ăn đi. Có. Mời các bạn nha. Không có hả? Có ăn một miếng không chấm ớt. Xem có cay không? Ngon không? Ngon. Gà này ngon hơn gà của ở quê ngon không con? Gà ở quê là mình gà luộc, còn đâu gà này là giống như gà công nghiệp với con. Gà công nghiệp người ta chỉ tẩm bột vào thôi, là ăn mềm hơn gà ở quê. Gà quê ngon hơn chứ. Ăn đi, em vừa nhìn về bố không muốn nước đúng không? Không. Thôi hai mẹ con ăn đi nhá. Các anh chị ơi, chung cư nhà em ấy rất là đẹp luôn. Ở đây là cây quất này, ở đây nó ấp lên cầu thang này rồi. Thôi, hai bố con đi về đi, mẹ ở đây đây. Rồi, bây giờ lại tiến hành đi về quê ông bà nội các bạn ơi. Vừa quê Nghệ An, bây giờ lại quê Bắc Giang các bạn ạ. Đây, giờ lại đi về Bắc Giang. Quỳnh Nhi bảo gì? Con bảo là lúc con về Hà Nội thì con bảo là lại về quê tiếp, mẹ bảo đi học cơ mà. Thôi, em Quỳnh Nhi sắp đến cũng phải đi học nhưng mà thôi, Tết thì phải về cả ông bà nội, thăm ông bà nội nữa chứ. Đây là hành trang về quê này các bạn ơi. Đây. Đây. Về quê. Hai bên là đồ của bà ngoại gửi ra cho ông bà nội. Về quê ông bà nội thì sẽ ít đồ hơn các bạn ạ. Các chị em có ô tô nhỏ. Đâu, ô tô nhỏ này. Mình mang đến mình biến ra thể. Hay là tính là đi ô tô này, em Quỳnh Nhi lái. Sao ấy rồi. Rồi, đi thôi. Đây, bây giờ để cho bố Hùng xếp đồ lên xe xem nào. Ok. Đây. Đi về quê ông bà nội thì gần hơn nên là cả gia đình nhà mình sẽ di chuyển bằng xe máy nha các bạn nha. Đây, bố Hùng thì để xem là cái chỗ
nhiều nhiều đồ này có xếp hết lên được không? Em Quỳnh Nhi hay là em Quỳnh Nhi đi bộ về đi ô tô kia đi, để bố với mẹ chở đồ nữa chứ. Không. Thôi đi về thôi. Ba. Về ăn Tết với bà. Vâng ạ. Thế á? Thế con ăn Tết ngày ăn xong rồi hôm nay là con về ăn Tết nhà bà chứ? Vâng ạ. Ừ, thế giỏi lắm nhỉ. Thế con đi xe say không? Con không. Thế chứ. Bà ăn Tết có vui không? Bà có quá. Bà vui ơi là vui, nhưng mà bà mỗi là nhớ con thôi. Con nhờ bà. À, có quà Nghệ An cho bà này. Con bà quà Nghệ An. Thế quà Nghệ An nhiều thế. Quỳnh Nhi mang cái gì từ Nghệ An ra cho bà nhá. Vâng ạ. Bà mở ra xem. Bà mở ra đi. Wow. Bà muốn gì đây? Đây là thịt. Thịt. Ôi. Có cả trứng nữa. Đây là thịt bà con nấu đấy. Vâng. Nấu để cho ông ăn, ông thích ăn nên là bà gửi ra. Một với này một túi đậu nữa. Một túi đỗ. Đỗ. Bên này là một con ngan. Một con ngan. Ôi trời. Này bà lại mang cho một con ngan nữa. Đây là bánh khô bà. Bánh khô. Bánh khô. Ông bỏ quà kìa. À, con mang con cởi ra con phát cho bà vui. Con chia cho bà vui nữa. Vâng ạ. À. Chia chứ, có chia không? Bà bố. Hả? Bố không biết được, con đếm xem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chia cho đều nhá, không thì cũng là người được người nhiều người được ít, em biết chưa? Cho bà vui 3 cái. Thì vỡ rồi. Thôi. Ok không? Ghép lại. Đây, con đang cho bà vui thôi một miếng đấy thôi. Đây. Con nói đi. Con cho bà. À thế con này. Quà. Quà. Quà gì? Quà ở Nghệ An ạ. À giỏi quá. Cho bạn nhá, bạn xin. Vâng ạ. Đây các bạn ơi, gia đình mình đã về đến nhà rồi này. Ông bà đã chuẩn bị nướng thịt kia kìa. Đấy, ông đã chuẩn bị rồi. Cây đào héo đây. Queo rồi. Không phải là héo mà. Đây, nó tàn. Đây hoa. Đây có hoa này, hoa cũng tươi này. Hoa tàn hết rồi. Nhưng mà cái hoa này bé nhỉ? Đào này là đào quả như là quả to ấy. Như là cái cây đào trước thì mình ở dưới. Nhưng mà sao hoa bé tí ấy nhỉ? Cây kia hoa đào to. Cây kia hôm nay lại đổi màu kìa, hoa đào hoa. Đây cho các bạn xem này. Hoa giấy nhà mình đổi màu liên tục đây này. Rồi, đây các bạn này, đấy, tài thật đấy, đây hai màu đây này, đâu, đây các bạn ơi, vào bây giờ để xem hoa của bà cắm nhá, rồi, ten ten, ơ này, thế này thì sẽ phải mua cho em Quỳnh Nhi rồi, đây các bạn ơi, hoa của bà đây này. Ôi, vẫn chưa nở hết à? Chưa nở hết, đẹp hết đấy. Đấy, đẹp không các bạn ơi? Đấy, đấy ở nhà mình này, vẫn còn Tết đây này. Đây, bánh kẹo đây đây này. Bánh kẹo đây. Đây. Đấy. Để xem nhà bà có bánh kẹo gì nữa không nào. Ăn quả cam xem. Ta ra các bạn ơi, bây giờ gia đình nhà mình ăn cơm đây. Bánh mời các cháu ăn cơm nhá. Đây. Chân gà có 4 ngón á. Quên mất là 5 ngón cơ mà. 4 rồi. Đây, đây các bạn này. Đây này. Gì nhá. Đây là gà ủ muối của cô Văn chú Quang mà. À, cô Văn chú Văn à, cô Trang. Cô Trang chú Văn xuống đây các bạn. Đấy, gà vàng ươm luôn. Còn đây. Đấy. Đây là đĩa thịt mình vừa nướng xong. Nóng hổi các bạn ạ. Đây là đĩa thịt nướng này. Đó, xong rồi còn có thịt một bát thịt. Bát thịt này của bà ngoại nấu đây. Đấy, đấy. Đó. Mình đi ăn nha. Em đang ăn đây này. Nhà mình ăn Tết muộn nha các bạn nha. Mời tất cả các bạn ăn cơm cùng gia đình nhà mình nha. Từ năm ngoái đến năm nay bắt đầu mình mới ăn ở đây các bạn ạ. Đúng rồi. 2 năm rồi. Đây, bố mẹ ăn cơm đi. Vâng. Đây, em Quỳnh Nhi gặm, không biết là gặm có hết cái chân gà này không? Gặm hết chứ. Ngon không? Ngon, ngon lắm. Thế gà ở bà nội ngon hơn hay gà bà ngoại ngon hơn? Hán chứ. Cả hán. Nói rồi mà. Ok. Mời tất cả các bạn ăn cơm cùng gia đình hàng nhau nha. Ui dồi ui dồi. Cái chân này luộc rồi mà vẫn biết đi à? Rồi bây giờ để gia đình nhà mình ăn cơm nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của gia đình nhà mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.